Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận cái NFT đến từ dự án Fantasy Arena. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start đây. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập mã captcha. Rồi, chọn join airdrop. Sau đó thì sẽ join vào Telegram. Quay trở lại, join tiếp vào group. Rồi, quay trở lại. Follow Twitter và test thẻ 3 người bạn. Bấm chọn theo dõi. Sau đó tìm đến bài game của nó. Like và test thẻ 3 người bạn. Chọn tweet lại này. Rồi, quay trở lại bot cho mình. Tiếp theo mọi người sẽ đăng ký kênh YouTube, like và share, comment dưới cái video của nó. Rồi, mọi người chọn like này. Chọn đăng ký này. Bấm vào share này. Chia sẻ lên Twitter. Ok, sau đó bấm vào mục bình luận và gửi một bình luận vào đây nhé. Ok, quay trở lại bot. Chọn submit này. Rồi, chọn don. Nhập profiling Twitter. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ nhập cái đường dẫn đến kênh YouTube nhé. Quay trở lại YouTube cho mình. Trở về trang chính. Bấm chọn vào avatar. Chọn kênh của bạn. Và sau đó thì mọi người sẽ copy cái đường dẫn đến kênh. Rồi, quay trở lại này. Ok, sau đó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC. Rồi, ok mọi người, như vậy là mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.